Xin chào các bạn, series Nói Tiếng Anh tập 2 đã quay trở lại. Và sau ngày hôm nay, tôi rất mong và tôi hứa các bạn có thể nói được một câu tiếng Anh nó tạm gọi là khá dài, 10 chữ hoặc là 12 chữ, hoặc là ít hơn một chút xíu, hoặc là nhiều hơn một chút xíu. Đó là những gì tôi sẽ mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Nghe nó hơi ảo ảo ha. Thì ảo ảo thì phải xem liền ngay bây giờ các bạn nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với bài giảng hướng dẫn cách nói tiếng Anh một cách lưu loát phần số 2. Và như là cái tên các bạn vừa nghe đó, phần số 2 có nghĩa là chúng ta có phần số 1, đúng không? Đấy, thành ra cái bài giảng này các bạn muốn hiểu một cách ngon lành, ngon cơm, ngon bánh thì các bạn sẽ phải xem cái bài trước nha, xem cái bài trước. Thôi chút xíu nữa mình xem, nhưng làm ơn nhớ kỹ bài này và bài trước là hai bài liên quan, bổ sung và kế thừa nhau.